Hiện tại thì cua sẽ livestream vào các ngày 2/4/6 game Liên Quân và 3/5/7 game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile ở LNB TV. Những anh em nào mà chưa biết cua là chim bắt đầu, anh em có thể vào cái kênh LNB TV và đăng ký nha anh em ơi. Rồi có tìm luôn. Ok, nghe voi được nha anh em. Bên trái có tìm chiều, hai tìm. Tập trung, tập trung trên anh em ơi, tập trung trên đây cái để cho nó tập cho nó đánh quái trên cái. Cẩn thận nghe. Đốc lên nè. Rồi hốt luôn anh em ơi. Rồi. Có bị kịp luôn. Ok anh, cẩn thận. Em có thức tháo luôn nha. Thì... đây một phút là ok. Đi ngang qua bên trái được, bên trái cũng có tìm chiều. Bài dây nữa. Đến tìm mong treo luôn nha, đến treo luôn nha. Ok. À, lên dây lên trên. Đi đâu này? Mở rừng không? Mở rừng hay lên trên luôn? Hồi lên trên luôn. Đây, em lóc trước nha. Có người nha, có đường bồn. Rồi xong, rồi đứng pha, ok đó. Đây mà rừng dữ chờ. Cẩn thận nha. Thôi là, có mua đồ không, mọi người? Cái có người quá. Không đó. Rồi, cẩn thận. Định mua con ngựa. Rồi, đi lên luôn anh em. Đi lên. Cẩn thận nha. Phạm đi rồi, mệt rồi. Ok. Dạng qua có bảo kích giúp ngon. Để thăm dò dưới cái. Dưới có cái rừng. Anh em có mua đồ không? Xuống dưới luôn. Có người nha. Đông nha, cẩn thận nha. Một bé chết rồi. Về anh em ơi, về. Ăn được. Rồi qua luôn anh ơi. Rồi, thôi bỏ. Giết được mấy người vậy, mở ơi. Hai người. Bây giờ tìm đang con lôn lại nó có min lúc được. Mở rừng lên nè. Đây mở rừng cho. Để chiếu nha. Ok, dài luôn. Kìa. Cẩn thận. Nhỏ đi chết đây. Hết chiêu nha. Rồi lên đây farm luôn. Chuẩn bị ảo tường kìa. Ok. Hết chiêu rồi. Từ. Hết máu, hết né cái kiểu luôn. Ok. À, tường tạm nó mở rồi kìa. Dưới á. Đây xuống dưới. Tạm chỉ mở rồi. Một kích này. Rồi mở đi. Cua canh nha. Rồi mở đi. Rồi mở đi. Tao mày. Ok anh. Lại có cục máu này. Vậy qua 15 luôn. Đi qua 15 luôn. Cục lôn nè. Hết chiều. Em lên 16 thử cái nha.
Từ đưa ra chuột gà bên mấy sầu xem. Rồi có thằng chết rồi. À đây tìm treo rồi, đây tìm treo. Con thiếu lầm á, con thiếu lầm. Giờ mới sầu lên được nè. Con thiếu lầm treo đây nè. Có bộ kích kìa. Bộ kích kìa, bộ kích kìa. Mới sầu lên được ha, giờ mới sầu lên được. Ăn bao kích đi. Mới sầu lên được. Chưa, từ từ, chưa chiêu. Rồi xuống luôn. Đi đi. Không phải. Cá. Rồi xong. Nhập đòn thị sợ lắm. Cho combo mình áo luôn á. Rồi xong. Bên trên nha. Để mình đi quét rìa ngon á. Quét ngoài rìa đi anh em. Mua bát hết bí kíp cho anh em. Ok. Khoan nha, 5 giây nữa, 5 giây nữa lên trên được. 5 giây nữa. Rồi, đây. Tấn công cho tôi. Cụ mở định lấy đúng không? Rồi xong rồi. Hết chiêu rồi. Rồi xong rồi đó. Ây da. Rồi, full bí kíp luôn. Mình được 3 cuốn xong kiểu. Ôi, còn mình giáo nha anh em, cẩn thận. Hết bao kết này. Còn chú Lâm à. Còn mấy team kia đó. Mấy team bên trong là mấy cái team người chơi hết trơn á. Có tàn kiếm cái kiểu này. Thôi chắc mình về năm đi mọi người. 11 tấm treo nha. Mình dạo hóa tướng với La Dương Môn. Rồi tìm đó chua. 23 còn tấm treo này đoan chỉ tiêu. 23 còn đoan chỉ tiêu giáo treo này. Ok anh em. 22 tổng. Thôi mình về 2 đi. Về 2 đi. Mình tập trung đâu lên em. 2 anh ơi. 2 bên trái dương môn tàng kiếm hai hạt kim con tiêu dao luôn cẩn thận nha bên 10 di chuyển không được nha quýnh từ từ thôi em đừng chơi chiêu rồi mất né rồi nha coi chậm quá thằng như ba qua ba luôn rồi không có ai mua đi ok rồi mua rồi đủ luôn nó cho hai cục rồi có máu à. Mình vô mấy khu bên ngoài không vô mấy khu bên ngoài quýnh mấy team treo đi ở trên thì cẩn thận nha trên là team mạnh đấy đây cẩn thận nha. Đang vô một con lên nha. Rồi. Đó. Từ từ nha, mình đã chiêu rồi mình đi mấy ga nha mọi người. Hết chiêu rồi, từ từ. Cái rồi em ăn rồi. Rồi ok em có chiêu rồi đó. Đi. Có máu kìa, có máu vô này. Máu kìa. Mất né rồi nha. Qua phải không? Bên phải mở nè. À có máu luôn kìa. Lẫn vô cái. Okay. Có thêm cục máu nữa kìa. Bên phải có cục máu nha. Ok. Đây, ra ngoài luôn. Cẩn thận nha. Thương nhân này hết đô rồi. Ok, mình di chuyển qua thương nhân 8 cũng được. Giờ xuống 4 nha.
mẫu luôn nó ghê. Đây số 4. Con này mở rồi. Đây, bảo kích một cái tiền bật kia. Ok. Qua một không? Qua một qua 8 luôn. Ôi né được hay vậy. Mất lóc nha, mất lóc nha, từ từ nha. Cẩn thận cẩn thận. Ta kiếm nè. Hay hay, hết chiêu nha, hết chiêu nha. Coi chạy nhanh, coi chạy nhanh. Ok, đeo tượng luôn. Cẩn thận cẩn thận. Bọn kia là tập trung về dưới đó, trên đây còn mấy. Đây lên chèm ở rừng cái. Quả chính luôn nè mọi người. Em bật né này. Nó chạy rồi, nó chạy. Ra mở đi, mở đi. Bên trên di chuyển được. Rồi xuống luôn. Xuống luôn, xuống luôn, xuống. Rồi chết. Chết mình giáo rồi. Hết chiêu nha, hết chiêu à. Thôi bỏ nha, bỏ nha, hết chiêu nha. Từ từ nha, hết chiêu nha. Rồi, ok. Hết chiêu, hết chiêu. Để chiêu, để chiêu. Chưa, chưa, chưa. Chưa, 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 chưa. Từ từ, từ, hết chiêu, hết chiêu. Con còn được cái mẫu. Hồi máu tí đi, hồi máu tí đi. 5 tuần, 5 tuần. Ok. Ok, ok. Vậy qua hồi máu đi mở ơi. Ok ok. Xong xong lên 4 luôn. Mở xong lên 4 luôn nha. 4 chân đường 4 lấy á. Lên 4 anh em ơi. Đúng rồi. Không phải. Thằng chạy qua. Mở lobby, mở lobby. Giờ mình mở lobby. Đừng nghĩ qua 1 cái. Em xuống 5 lại nha. Em mở 5 á. Win rồi. Giờ còn có team mình không à. Mấy team kia lẻ. Trời chưa có quân được kịp cúng nào. Một quân là buôn lắm nè. Em chưa có nữa. Xong rồi. Em mất lóc nha. Còn đồng môn. Đồng môn cái bàn. Với lại con đúng rồi, còn đồng môn cái bàn với team mình. Xong rồi. Cô mập chắc không có ai đâu, giờ còn team lẻ. Qua qua 1 đi, qua 1 rồi qua 8 mọi người. Đi qua 8 mua đồ luôn. Thủ à. Ok vậy để danh tiền, để danh đồ. Họ đi luôn luôn. Chắc nó đâu trên. Đúng rồi đúng rồi. Có thể chụp kìa. Con người giải quyết. Rồi nó chắc đi farm hết trơn. Farm hồ máu kìa. Rồi xong. Mất rương quá trời luôn. Rồi chết đoàn nha mọi người ơi. Có đoàn á. Con cải bán. Cải bán được không luôn. Cái bàn team mình giao nãy, mình giao trường ca. Rồi xong. Hết rồi đó. Hay quá. Trời ơi team tôi đánh ghê quá anh em. Hôm nay có của bọn này lại ở team mình. Bữa nay hình như là anh em biết mình qua mình cầu xin dữ quá nên anh em nhường mình.
mà bữa qua đây là bị úp tà le luôn á. Bữa nay đỡ á, không có, bữa nay có mở, bữa nay có mở, ok. Đăng ký 3 g sáu nổ rực mang nè, bực giờ đăng ký 4 g luôn đi, giờ chơi 3 g chi nữa, chuẩn bị lên 5 g nữa. Thôi tụi nó đọc mục tiêu rồi ta, không lẽ bên cánh phải ta. Cẩn thận nha mọi người, cẩn thận đường môn nha, nó xanh đó. Đường môn nó vô đá phạt gì nha. Đúng rồi, đúng rồi, đường môn đường đá phạt rồi. Ê, có T3 nha. Minh Giáo Thiên Sơn với lại ở 2 nè, Minh Giáo Thiên Sơn ở 2. Yami. Còn thằng cái bàn lẻ. Yami. Yami. Rồi xong rồi đó. Rồi. Còn cái bàn. Ok anh em, về bọc về thương nhân, mua đồ luôn. Ủa sao lắc không thấy thương nhân luôn? Thương nhân ở đâu vậy? Ở 78. Ê ê, bất tử nha, bất tử nha, chạy 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 chạy. Chạy đâu anh em? Đúng rồi, nó sáu. Nó hết rồi, nó hết rồi, chạy. Rồi chết rồi. Rồi xong, ok, hay quá anh em ơi, hay quá. Rồi, cảm ơn mở nha. Ủa, anh kia là anh 73 đúng không? Anh là 73 đúng không? Ok, cảm ơn anh 73 nha. Rồi, cảm ơn cô nha. Ok. Hẹn dịp sau nha. Ok anh em. Cuối cùng được lên đỉnh. Đúng rồi, cuối cùng cũng được lên đỉnh. Bữa giờ sắp mặt quá trời. Quá dữ, quá dữ. Mời ở tiếng gì quá. Anh chắc cô qua đưa lên đỉnh. Rồi, ok. Cuối cùng được lên đỉnh đấy. Rồi, ok, cuối cùng cũng đã lên đỉnh anh em. 15 mạng, 15 nhát. Trời ơi, mãi nồi, 15 nhát. 15 nhát anh Bơm ơi, 15 nhát. Vừa đúng luôn nè, ghê không? Rồi rất là hên là các team thì không có up mình nhiều. Bình thường mình qua bên đây team, các team up rất là ghê, up lì lịa luôn anh em. Hôm nay thì khá là yên bình nên là cũng đã lên đỉnh. Và nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh AMB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nút chuông cái bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.